Giai đoạn năm 2009-2010, khi trục đường Nhật Tân - Nội Bài được đầu tư, giá đất tại Mê Linh cũng ăn theo để tăng chóng mặt từng ngày với mức tăng từ 5 đến 7 lần. Thậm chí nhiều dự án cháy hàng không có để bán. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sau thời gian tăng nóng, các dự án tại đây gần như bất động. Hàng loạt nhà đầu tư thứ cấp bị mắc kẹt. Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, toàn huyện Mê Linh hiện có khoảng 50 dự án nhà ở, đất nền, biệt thự, khu đô thị mới với diện tích từ vài chục đến vài trăm hecta. Trong đó có khoảng 20 dự án lớn, nổi bật là Hà Phong, Minh Giang Đầm Và, khu nhà ở Làng Hoa Tiền Phong, khu đô thị mới CEO, dự án đô thị Thanh Lâm Đại Thịnh, Phúc Việt, Cienco 5, Riverland, dự án xây dựng Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội. Tuy nhiên, từ những lô đất bờ xôi ruộng mật của người dân, hiện nay phần lớn các dự án đã dừng thi công, rơi vào tình trạng hoang hóa xuống cấp trầm trọng, thậm chí nhiều công đoạn xử lý mặt bằng còn dang dở. Theo khảo sát thực địa của chúng tôi, con đường dẫn vào khu nhà ở Minh Giang Đầm Và, giai đoạn 2, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh khá rộng rãi, thông thoáng và gần như không bị che khuất tầm nhìn. Đó là nhờ trong mấy năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Giang đã án binh bất động đối với dự án này. Không người, không máy móc, không vật tư. Khu nhà ở Minh Giang Đầm Và hiện lên ở thời điểm hiện tại chỉ là một bãi đất trống mênh mông dùng làm nơi chăn thả trâu bò. Dấu ấn đáng kể nhất của dự án là 8 căn liền kề nằm trơ trọi giữa cánh đồng không. Ngoài ra là vài trăm cây xanh mới được trồng xuống, vài con đường nội bộ và la liệt miệng cống không đắp đậy. Mặc dù hoang tàn vậy, nhưng nếu so với dự án Cienco 5, Minh Giang Đầm Và vẫn còn đồng bộ hơn nhiều, bởi tại Cienco 5, thứ hiện diện nhiều nhất chỉ là cỏ dại. Với quy mô 50 ha, Cienco 5 là một trong những dự án lớn tại Mê Linh. Nhưng nhiều năm qua, công ty xây dựng công trình 507 làm chủ đầu tư mới chỉ xây được 3 căn biệt thự với cỏ mọc tùm xung quanh, hạ tầng đang có dấu hiệu xuống cấp, còn bao nhiêu đều phó thác cho trời. Gần đó, dự án khu nhà ở Làng Hoa Tiền Phong và dự án xây dựng Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội cũng không một bóng người với cây cỏ tùm và cũng là nơi chăn thả trâu bò của những hộ gia đình đã bị thu hồi đất sản xuất phục vụ các dự án này. Vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký văn bản ban hành chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện triển khai thực hiện chỉ thị số 01 CTTTG ngày 3 tháng 1 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai. Trong đó yêu cầu kiểm tra rà soát, hủy bỏ dự án ôm đất quá 3 năm chưa triển khai. Đến đây, dư luận đặt ra câu hỏi liệu các dự án trên địa bàn huyện Mê Linh có bị hủy theo chỉ đạo nêu trên.